các cơ quan khác nên thi tuyển giám đốc như Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh trúng tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1973, là bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành quản lý y tế, cao cấp lý luận chính trị. Bác sĩ Tuấn tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1997. Ông từng công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong thời gian này, ông có thời gian tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng tại Mỹ năm 2003 đến 2005. Cuộc thi tuyển giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh được dư luận quan tâm theo dõi. 25 ứng viên được xét duyệt tham gia, trải qua 2 vòng thi với nhiều nội dung thi sát sườn với ngành y tế như nhân viên y tế nghỉ việc, các quy định mới trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, chậm thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tự chủ bệnh viện và những khó khăn mất cân đối thu chi. Đặc biệt, ứng viên phải trình bày đề án củng cố và tăng cường nguồn nhân lực quản lý của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2022 đến 2025 và những năm tiếp theo. 3 ứng viên đã lọt vào vòng thi này và đều là những người xuất sắc, chọn ra người xuất sắc nhất, đương nhiên là rất xứng đáng. Cuộc thi tuyển diễn ra công khai, minh bạch, những ứng viên tham gia đều là cán bộ y tế giỏi, có kiến thức, kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp. Từ cuộc thi tuyển giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cần mở rộng thi tuyển ra nhiều cơ quan, ban ngành, ví dụ như giám đốc các sở, hiệu trưởng các trường và nhiều vị trí cấp trưởng khác. Chỉ có thi công khai, dân chủ mới tuyển chọn được người có năng lực thật sự để đảm đương nhiệm vụ. Cách đề bạt cán bộ, giám đốc, cấp trưởng thì thầm trong 4 bức tường, chia chác ghế ngồi bằng quan hệ, tiền tệ, hậu duệ đã quá lỗi thời, khó chọn ra người tài thực sự. Hậu quả của sự tuyển chọn thì thầm và chia chác đó là những vụ án dày đặc không kịp xét xử, mà nguyên nhân là do cán bộ lãnh đạo tham lam và yếu kém. Đã đến lúc chuyển đề bạt cán bộ từ hậu duệ, quan hệ, tiền tệ sang thi thố trí tuệ và cuộc thi tuyển giám đốc của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình. Người dân chấm điểm cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, để triển khai đề án hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Để chuẩn bị cho việc này, Bộ Nội vụ vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan ở địa phương cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ công tác chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng tại địa phương. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị công chức liên quan ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy định nhằm đảm bảo kết quả khảo sát ở địa phương trung thực, khách quan. Tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét công việc phát phiếu khảo sát của điều tra viên. Tuyệt đối không định hướng, can thiệp, xem xét việc trả lời phiếu khảo sát của người dân, Bộ Nội vụ nhấn mạnh. Bộ này yêu cầu các địa phương thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở địa phương nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng, đặc biệt là để người dân tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan. Sở Nội vụ các địa phương được giao làm đầu mối trong quá trình triển khai các hoạt động, bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị liên quan của địa phương triển khai các hoạt động. Tạm đình chỉ tư cách thành viên với luật sư ký hợp đồng hai bên vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Thưa quý vị, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xác định, luật sư Trần Quốc Dũ đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ án. Theo đó, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc kỷ luật luật sư Trần Quốc Dũ, 39 tuổi, trưởng văn phòng luật sư Thịnh Quốc với hình thức là tạm đình chỉ tư cách thành viên. Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xác định, ông Dũ đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ án hình sự. Cụ thể, ông Dũ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với ông Lê Thanh Nhị Nguyên là bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai hay có tên khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đóng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhưng sau đó, ông Dũ lại tiếp tục ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với bà Châu Vinh Hóa là bị cáo trong cùng vụ án trên. Quyết định của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của luật sư Trần Quốc Dũ đã vi phạm điểm A khoản 1 điều 9 của Luật Luật sư, Quy tắc 15.1, Quy tắc 15.3.3 của Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019. Đây là vụ án gây chú ý xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai vào cuối tháng 10 năm 2019.
Vì tìm con gái là Diễm My nên cha mẹ của cô gái này cùng 16 người tìm đến tịnh thất Bồng Lai và tại đây một vụ xô xát giằng co đã xảy ra. Bà Châu Vinh Hóa bị cáo buộc đã cầm gạch men ném trúng mặt Lê Thanh Nhị Nguyên gây thương tích 13% cho ông này. Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt bà Châu Vinh Hóa 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, nhưng sau đó cấp tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên chuyển thành án treo. Ông Lê Thanh Nhị Nguyên sau đó liên quan tới vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân mà cơ quan tố tụng cáo buộc ông Lê Tùng Vân, tức thầy ông nội, có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù, 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội danh trên. Riêng Lê Thanh Nhị Nguyên bị mức án 3 năm 6 tháng tù. Tình tiết mới vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, vụ bà Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo tiền của 3 ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt khoảng 370 tỷ đồng sau nhiều lần bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, phía Viện Kiểm sát đã hoàn tất bản cáo trạng mới. Tòa án Nhân dân Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ để mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, vụ án này đã nhiều lần bị đưa ra xét xử, nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lần gần đây nhất, hồi tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, xong tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ở cáo trạng mới lần này, cơ quan tố tụng bổ sung việc khởi tố thêm một bị can tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trước đó chỉ truy tố 25 bị can. Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng thay đổi tội danh đối với hai bị can Quản Trọng Đức, cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á VAB, cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng lần này, từ năm 2016 đến 2018, bà Nguyễn Thị Hà Thành kinh doanh thua lỗ, nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân. Bà Thành vay tiền người sau trả cho người trước, bị can tạo được lòng tin với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi thời gian đầu đã trả nợ đúng hạn. Và qua các mối quan hệ, bà Thành đưa được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Vì vậy, các ngân hàng coi bà Thành là khách VIP. Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước, nên từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, bà Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Lúc này, bị can nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng VAB, NCB, PVcombank và các cá nhân. Trong vụ lừa đảo tại NCB, cáo trạng xác định bà Thành vay của ông Đặng Nghĩa T 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm. 5 sổ tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông T vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ. Sau đó, bà Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty Yong Ho Landmark, dùng tư cách pháp nhân công ty Yong Ho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác. Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai giả chữ ký của vợ chồng ông T trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng. Tương tự tại ngân hàng PVcombank, tháng 10 năm 2018, bà Thành vay của ông T 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông và ngân hàng PVcombank rồi đưa sổ tiết kiệm cho bà giữ. Sau đó, bà Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân công ty Yong Ho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với công ty Hoàng Nguyên. Lợi dụng sơ hở trong quá trình thẩm định, ký hồ sơ cho vay của nhân viên ngân hàng trong hoạt động thu thập hồ sơ thẩm định, cấp tín dụng và giải ngân, bà Thành cùng Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông T trên chứng từ hợp đồng cầm số tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của PVcombank 49,4 tỷ đồng. Tương tự tại ngân hàng VAB, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, bị can Thành vay tiền của một số cá nhân, rồi sau đó lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân hàng của một số nhân viên ngân hàng, bà Thành yêu cầu ngân hàng này phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định. Bà Thành còn đề nghị đại diện ngân hàng VAB ký giấy ủy quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản, sau đó giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB. Cáo trạng xác định, bà Thành chiếm đoạt của ngân hàng VAB hơn 273 tỷ đồng, chiếm đoạt của nhiều người khác hàng chục tỷ đồng.